vào chùa làm công quả, trộm tiền tỷ của trụ trì để đánh đề. Ngày 8 tháng 8, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt Nguyễn Thị Thanh Xuân, sinh năm 1963, 14 năm tù về tội trộm cắp tài sản và 2 năm tù về tội đánh bạc, tổng hợp Xuân phải chịu 16 năm tù. Liên quan đến vụ án, Giang Nga, sinh năm 1968, bị phạt 3 năm 6 tháng tù. Đặng Thị Kim Mai, sinh năm 1961, lĩnh 2 năm 3 tháng tù. Cao văn Tú, sinh năm 1971, lĩnh 3 năm tù về hai tội đánh bạc và cho dây lãi nặng trong giao dịch dân sự. Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Thanh Xuân là người làm công quả tại Chùa Kỳ Diên, địa chỉ số 610 Nguyễn Đình Chiểu, phường 3, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Do ông Quy làm trụ trì. Trong thời gian làm công quả tại chùa, do Xuân đang thiếu nợ của nhiều người và cần tiền đánh bạc, nên từ đầu tháng 5 đến tháng 7 năm 2023, Xuân đã nhiều lần trộm cắp tiền của ông Quy. Cụ thể, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 31 tháng 7 năm 2023, ông Quy phát hiện trong phòng ngủ bị mất số tài sản gồm hơn 1 tỷ đồng, 15.000 đô la Mỹ. Bốn sổ tiết kiệm ngân hàng ACB trị giá 5 tỷ đồng, hai sổ tiết kiệm ngân hàng Sacombank trị giá 250 triệu đồng, một cây vàng 9.999 nên đến công an quận 3, thành phố Hồ Chí Minh trình báo. Ngày 4 tháng 8 năm 2023, Xuân bị bắt giữ. Qua điều tra, Xuân khai do làm công quả tại chùa Kỳ Diên nhiều năm nên biết được thói quen sinh hoạt và nơi cất tài sản của ông Huy nên đã trộm cắp. Tổng số tiền Xuân lấy trộm của ông Quy hơn 1 tỷ đồng, 15.000 đô la Mỹ. Số tiền lấy trộm được, Xuân sử dụng đánh đề, trả nợ. Riêng 4 sổ tiết kiệm ngân hàng ACB trị giá 5 tỷ đồng, 2 sổ tiết kiệm ngân hàng Sacombank trị giá 250 triệu đồng và một cây vàng chín Xuân khai không lấy trộm số tài sản này. Cáo trạng xác định Ngoài hành vi trộm cắp trên, Xuân còn tham gia đánh bạc bằng hình thức ghi số đề với Giang Nga với số tiền đánh bạc hơn 347 triệu đồng, đánh bạc với Đặng Thị Kim Mai số tiền hơn 66 triệu đồng, đánh bạc với Cao Văn Tú hơn 9 triệu đồng. Đồng thời, Tú, Giang và Mai còn cho Xuân vay tiền với lãi suất gấp 5 lần trở lên của mức lãi suất cao nhất quy định trong bộ luật dân sự. Trong đó Mai cho dây 50 triệu đồng Xuân đóng lãi là 55 triệu đồng Mai thu lợi bất chính là 45,8 triệu đồng Tú cho Xuân dây 180 triệu đồng Xuân đóng lãi là 240 triệu đồng Tú thu lợi bất chính là 2.159 triệu đồng Nga cho Xuân dây 350 triệu đồng Xuân đóng lãi là 170 triệu đồng Nga thu lợi bất chính hơn 159 triệu đồng Hiền Diệp cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video Hiền Diệp chia sẻ. Để xem nhiều thông tin mới hãy nhấn vào like, follow, đăng ký kênh để xem nhiều video hữu ích nhé.